Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hưng Nguyễn Channel ha. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020 rồi. À thì các bạn thấy là khí trời cũng se lạnh nè. Đó. Rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề là chiếc xe Winnie Test 110 của mình. Đây chiếc xe này các bạn. Đó thì chúng ta sẽ cùng xem là nó hoạt động và thay đổi những gì. À, sau một năm kể từ cái ngày mà mình ra cái video review chiếc Winnie Test 110 của mình á, vào ngày 22 tháng 12 năm 2019 á, năm ngoái á. Đó, mình sẽ xem nó thay đổi ra sao. Đó clip mình để các bạn. Rồi bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cái xe của mình. Thì mình sẽ bắt đầu xem từ cái phần dàn ở trên trước ha. Cái gọi là thay đổi mà đầu tiên Vĩnh Thanh phải nói tới đó chính là cái đồng hồ Contomat này, bạn xem nè. Thì ở cái clip trước á, mình review á, thì lúc đó mới có 400 mấy km thôi. Còn bây giờ là đã 3.933 km rồi bạn. Thì mọi chức năng là hoạt động bình thường. Đó, mình bật cái là nó vẫn lên moi bình thường. Đó, thì đồng hồ Contomat là chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ ta sẽ đến với cái thay đổi mà rõ ràng nhất. Đây, bạn xem. Đó chính là cái bộ cùm. Thì hiện tại xe của mình là đang đi bộ cùm công tắc của Wolf 125 của SYM nha các bạn. Đây bạn xem nè, mình bỏ cái chức năng bạn xem nè. Đó, này xi nhan nè, đó xi nhan thấy không? Ở chớp nè, xi nhan bên phải. Đó, còn ngoài ra còn có thì cũng có pha bình thường thôi. Mình lựa chọn không cùm công tắc Wolf là bởi vì nó có những cái nút khá là giống lại cùm của Winnie Test 110 mà zin á. Đó, rồi ok. Còn bên đây á, bạn xem nè. Bên đây thì ngoài nút đề ra thì Wolf 125 nó còn có một cái nút rất là hay, đó chính là hazard, bật 4 bóng xi nhan. Đó. Đó thì chỉ có thay đổi vậy thôi, còn lại bạn nhìn tổng quan xe của mình nè thì nó cũng y chang nè, không có khác gì hết á. Đó. Cho cameraman đi một vòng cho mọi người xem nè. Rồi ok, rồi bạn, giờ chúng ta sẽ đến với phần xăng với lại máy ha. Rồi ok các bạn, đây. Đó. Thì em ở cái video mà review mà hồi tháng 12 năm ngoái đó, thì lúc đó chiếc Winnie Test 110 của mình đó, là đang sử dụng bình xăng con của Way 110. Đó. Thì bây giờ là mình đã có được bình xăng đúng của Winnie Test 110 luôn rồi. Đây bạn xem nè, nó khá là giống bình của Win 100 nha, nhưng mà này là bình của Detect. Đó, thì chỉ những người chơi xe Win người ta mới phân biệt được thôi. Đó rồi, chạy rất kéo, rất là ngọt luôn các bạn, đúng bình của nó kéo rất là ngọt luôn. Rồi, còn về phần cục máy, thì cục máy bạn xem nè, nó vẫn y như cũ, không có khác gì hết á. Nhưng mà thật ra là mình đã có làm lên full 110. À full 110 tức là gì? Full 110 tức là bạn nhìn ở bên ngoài nó vẫn giống y chang như là 110 bình thường vậy đó. Nhưng mà là ở trong là đã đi code tứ rồi, có nghĩa là code lớn nhất của 110 rồi. Đó, cho nên là chạy rất là mạnh luôn. Đó là lý do tại sao mình chỉ sử dụng xe này khi mà mình đi những cái giao dịch khách hàng xa thôi. Còn lại là mình đi chiếc Jupiter Shark chứ không có đi chiếc này ha. Đó, thì đó là về cục máy. Ok, cameraman qua phía bên kia để quay cục máy cho mọi người xem một lần nữa trước khi chúng ta kết thúc cái phần cục máy. Rồi ok các bạn, thì vừa rồi mình cũng đã quay cho bạn xem về những thay đổi mà ở phía bên ngoài của chiếc Winnie Test 110 của mình sau một năm mình sử dụng ha. Thì là về cái phần đánh giá thì mình thấy là chiếc Winnie Test 110 này á là khá là ổn. À, nó rất là ít hỏng vặt các bạn. Thì trong năm nay thì mình chỉ có đi làm cái cục máy là lên full 110 thôi để chạy cho nó nhanh hơn thôi, chứ cũng không có sửa sang cái gì hết đó. Chỉ có lâu lâu là nó hư vài cái bóng đèn thì mình thay thôi, cái đó là chuyện nhỏ lặt vặt thôi. Và đặc biệt là nó rất là khá là tiết kiệm xăng nha các bạn.
Đó, cho nên đó là lý do tại sao mình thường sử dụng chiếc Winner Card 110 này á, khi mình thực hiện những cái giao dịch với khách hàng ở xa đó, và đôi khi á, là cần gấp á, thì mình là cũng hỗ trợ các anh em trong công ty là vận chuyển những cái gói hàng rất là lớn, có khi là lên cả gần cả 100 kg á. Đó thì nó rất là trâu luôn bạn, đó là tại sao mình lựa chọn em nó. Chứ còn bình thường đó là mình sử dụng chiếc Jupiter sắt 2014 hoặc là sử dụng Simpson để đi cà phê thôi, chứ còn không có sử dụng em Win này. Cho nên bạn thấy đó, sau 1 năm mà mình đi mới có 3.900 mấy cây à, thì mình chỉ dành em nó để đi những giao dịch xa thôi bạn đó. Rồi ok, thì bây giờ không để các bạn đợi lâu, mình sẽ nổ máy em nó cho bạn nghe ha. Rồi các bạn nghe cái máy nè, đó máy đang nổ ra garanti nè, nhưng mà bạn nghe là nó có cái tiếng là nó kêu sên cam đó, thì chạy lâu là nó kêu thôi bạn, thì xe bốn thì mà đó, nó vậy thôi chứ còn thực ra không có gì hết. Thì sắp tới mình sẽ thay sên cam, thay phốt này nọ cho là nó êm trở lại à, tại mình chạy cũng dữ lắm đó, với lại thay luôn cái nhông sên dĩa nè, nhông sên dĩa cũng khá là mòn, và đặc biệt là cái cổ bô đó, bạn xem cổ bô này. Đó, cổ bô này là lâu lắm rồi, từ năm 2005 cái xe này xuất xưởng cho tới giờ đó. Đó. Rồi ok. Ok bạn, hiện tại là hôm nay đó là ngày cuối cùng của năm 2020 rồi. À, thì bây giờ là 5 giờ 48 phút sáng ha. Thì trời khá là tối và rất khá là lạnh ở Sài Gòn, 23 độ C. Đây bạn xem. Đây chiếc Win 100 đây. À. Rồi ok bạn, bây giờ là mình sẽ đề máy xe Simpson của mình vào buổi sáng ngày hôm nay 23 độ C, khá là lạnh. Đó, và xem này, một phát là nổ liền nè. Khoan. Rồi. Độ là trời lạnh đấy. Rồi ok bạn, thì hiện tại là mình đã ra tới Phạm Văn Đồng rồi bạn. Đó.
Rồi thì bây giờ đã là 6 giờ sáng rồi, cho nên là trời thì cũng sáng hơn hồi nãy rồi. Thì thôi bây giờ mình cũng test tốc độ của xe Win 100 này cho bạn xem luôn. Thì là mình có chở theo cameraman cho nên là nó sẽ nặng hơn ha. Nhưng mà không sao, xe này trâu lắm mấy bạn. Đó, đừng có coi thường Win để test nha. Đó, một phát là nổ liền. Rồi bắt đầu cameraman chỉ vô đồng hồ nè. Rồi, vô số 1. Đi, đó, nó giật lên mấy bạn thấy không? Đây, đúng rồi. Tới đây thôi, tại vì đường cũng bắt đầu đông rồi, giờ này tao bắt đầu đi làm rồi. Thôi mình không test tốc độ nữa chứ để nguy hiểm quá. Rồi bạn cũng thấy đó, chạy rất là nhanh, mình chạy một mình còn nhanh nữa, mà tại cái đường này chung cũng đông, không dám chạy nhanh thôi, chứ xe nói chung xe này bền, tốc độ ổn, không kịp nguyên đô đó bạn. Rồi ok bạn, rồi giờ mình về nhà thôi. Rồi các bạn, thì video của mình cũng đến đây là kết thúc. Thì mình cũng rất là cảm ơn các bạn là trong nguyên một năm qua là đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình ha. Thì là chiếc Win Daytest này thì mình rất là quý em nó ha, tại vì nó đã đồng hành với mình là trong suốt một năm và hoạt động rất là tốt, nó cũng cày bừa với mình. Đây gọi là xe chạy tiền mấy bạn, xe chạy tiền. Chạy tiền ở đây là chạy để đi kiếm tiền làm ăn chứ không phải là chạy nợ đâu. Cho nên là rất là ok luôn bạn. Bạn Win Daytest là sự lựa chọn là không hề tồi luôn. Đó. Rồi, ok thì là nhân dịp kết thúc năm 2020 thì mình cũng chúc các bạn là gặp nhiều điều may mắn hơn vào năm 2021 ha. Mọi thứ sẽ đều thuận lợi hơn. Rồi ok. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.